Hello mọi người, xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người cây lưỡi hổ thái này. Thì cây lưỡi hổ thái này có tác dụng là thanh lọc không khí và hấp thụ các cái chất gây ô nhiễm trong cái môi trường sống của xung quanh chúng ta. Và ban đêm thì cây lưỡi hổ thái này sẽ thải ra các cái khí oxy này, đem lại may mắn tài lộc cho người chủ sở hữu được cái cây lưỡi hổ thái này. Thì mọi người không còn xa lạ gì với cái lưỡi hổ thái nữa, mà mọi người cũng đã biết về cây lưỡi hổ thái rồi. Nhưng mà bây giờ em sẽ chia sẻ với mọi người sâu hơn một chút về cái cây lưỡi hổ thái này, về cách trồng, cách chăm sóc của cây lưỡi hổ thái này nhá mọi người, về ý nghĩa và về cái phong thủy của cây lưỡi hổ thái này phù hợp với chúng ta hay không. Thì cây lưỡi hổ thái này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Tây Phi đó, phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo đó. Cây lưỡi hổ thái để bản này thì có tác dụng là thanh lọc không khí này, hấp thụ các cái chất độc hại gây ô nhiễm trong cái môi trường sống của chúng ta và cải thiện không gian sống này. Và ban đêm thì nó sẽ nhả ra các cái khí rất là phù hợp, ý là vào ban đêm thì nó sẽ nhả cái khí oxy ra và nó rất là phù hợp để ở trong cái phòng ngủ của chúng ta nhé mọi người. Cây này sẽ mang ý nghĩa phong thủy, trừ tà, xua đuổi những cái ma quỷ và chống lại cái mình bùa bỏ chúng, chống lại sự bỏ bùa để có thể đem lại may mắn tài lộc cho gia đình của chúng ta. Và cây này phù hợp để bàn này, để trong phòng, để ở trong nhà, phòng khách, bàn làm việc và phòng ngủ của chúng ta. Thì cây lưỡi hổ này có rất là nhiều loại, và mỗi loại thì nó có màu sắc và kích thước giống nhau, kích thước khác nhau. Và song với tất cả thì nó đều dễ trồng, dễ chăm sóc và nó chịu râm mát, ưa ẩm rất là tốt. Và nó dùng để bàn em, để có thể độ, nó có thể cao trung bình khoảng 30 cm và phát triển chậm, thì sống lâu năm ấy, nó sống rất là lâu và dai và có nhu cầu cần nước trung bình thôi mọi người, nó cũng không cần nhiều nước. Thì lá của cây lưỡi hổ là nó có hình dạng như lưỡi của con hổ, và con hổ có lẽ là vì thế mà nó sẽ có cái tên là lưỡi hổ ấy mọi người. Thì lá của nó nhai, nó dài và nó nhọn như thế này này, nó như là mắt giáo ấy, giáo mắt. Và nó là loài thường xanh đốm trắng và viền vàng. Đây xanh này, thân của nó màu xanh và nó có viền vàng như thế này đó mọi người ơi. Đó. Và lá của nó thì thường mọc ở ngay cái gốc rễ của nó này, một bụi có rất là nhiều lá. Đó mọi người thấy không? Rất là nhiều lá và lá cây rất là dày và mọng nước, nhìn rất là vững chắc và cứng cáp, và nó có thể dài khoảng từ 15 đến 20 cm nha mọi người ơi, và cao lá của nó đúng rồi, lá của nó sẽ dài khoảng 15 đến 20 cm và khoảng 3 đến 4 cm mặt mặt lá mọi người. Nó rất là bắt mắt, đẹp lắm mọi người ơi. Nó xanh vừa vàng pha tím cái viền vàng này này, nó rất là đẹp luôn ấy. Nó mà nó có công dụng là trừ tà ma này, và nó có thể thanh lọc không khí rất là tốt. Cây này thì hầu như là nó không chỉ có thân mà nó không có thân mà chỉ có gốc và lá và cái bộ rễ của nó thôi. Lá thì mọc từ gốc là thẳng đứng lên trời luôn như thế này này, rễ thì ăn rất là sâu vào trong cái đất này và bám khỏe này. Cây này thì hầu như là mọc ở địa hình dù là đất này sỏi đá rất là nhiều, hoa quả hạt này, nó cụm hoa có thể chung một cái cuốn dài ở phần ngọn cây, mập tròn và màu xanh bóng nhá. Hoa thì có màu sắc trắng lục nhạt nhạt và dài khoảng từ 3 đến 3,5 cm đến đó. Và hoa thì có 6 nhánh mềm dài thuôn và hình quả tròn. Đó, quả của nó thì hình tròn. Đó mọi người ơi, cái lưỡi hổ thái này xinh lắm. Và nhá, có cái chậu đen này thì sẽ làm tôn lên cái vẻ đẹp của cây này rất khá là nhiều mọi người thấy không?
Đó, cái chậu màu đen này nó sẽ tôn lên cái vẻ xanh vàng của cây rất là đẹp. Và cây lấy hổ để bàn này thì có kích thước vừa phải này, lá xanh bóng này và tươi tốt quanh năm và tạo cái vẻ đẹp thanh mát này, mát lạnh và cuốn hút và rất là thích hợp để làm trang trí đó. Đó, bàn làm việc hay là phòng khách của chúng ta nè, phòng ngủ. Mình có thể để ở trong nhà vệ sinh hay là phòng bếp luôn đấy mọi người ơi, nó có thể thanh lọc không khí khá là tốt đó. Một chậu cây lưới hổ nhỏ này đặt ở trên bàn sẽ khiến cho cái góc làm việc của chúng ta nó trở nên phong phú hơn và thêm sinh động hơn. Sau những cái giờ làm việc ở trên máy tính mệt mỏi, mỏi mắt và căng thẳng ấy, thì mình chỉ cần ngắm những chiếc lá xinh xinh, những cái chậu xinh xinh cây lưỡi hổ như thế này thì sẽ giúp cho mình có thể giảm căng thẳng nè. Và chỉ cần những cái chiếc lá nó vàng óng ánh và xanh mướt như thế này sẽ giúp cho mình căng tràn cái nhựa sống và mình không còn mệt mỏi nữa, mà mình sẽ cảm giác là rất là thoải mái đó, và tan biến hết những cái lo âu mệt mỏi trong cái công việc của chúng ta đó mọi người ạ. Điều cây này thì rất là phù hợp với cả dân văn phòng, vì dân văn phòng thì thường là sẽ không có nhiều thời gian để mà chăm sóc cây đúng không, thì mình chỉ cần mua cây lưỡi hổ này về thì cực kỳ dễ trồng và dễ chăm sóc. Thì cây thì có nguồn gốc từ vùng sa mạc nên là cây sẽ không hạn nên thích nghi tốt với cả điều kiện trong cái phòng điều hòa, nên là các bạn cái mấy cái bạn văn phòng làm việc ở trong điều hòa ấy bận rộn không có nhiều thời gian tỉ mỉ để chăm sóc cây cảnh, thì cây lưỡi hổ để bàn này là một lựa chọn rất là phù hợp và hợp lý cho các bạn luôn. Thì các bạn có thể bỏ quên không tưới cây cả tháng mà cây vẫn có thể xanh tươi tốt luôn đấy mọi người ơi. Tại vì cây lưỡi hổ này nó sống ở trong vùng sa mạc này và nó không cần phải quá nhiều nước đó mọi người ơi, là nó không cần phải tưới quá nhiều nước và nó chỉ cần để ở trong cái không khí mà nó tươi mát, không khí mà nó thoáng là nó có thể sống tốt như thế này đó, rất là phù hợp với các bạn dân văn phòng nha. Thì chính vì cái điều kiện sống thiếu thốn được đó, chính vì cái sống ở điều kiện thiếu thốn như văn phòng nên là cây luôn giữ được cái kích thước như ban đầu, nó sẽ không phát triển quá là nhanh mà nó sẽ phát triển chậm đó mọi người ơi, và cây sẽ không bị phá giá. Cái dáng của nó ấy, cái dáng dáng của nó nhá, không phát triển nhanh nên là để bàn làm việc là quá là hợp lý và đẹp mắt rồi. Cây lấy hổ để bàn này được dùng để trang trí bàn làm việc nè, phù hợp với cả những cái hội họp nè, và đôi khi cũng được trang trí ở bàn lễ tân, nhìn rất là dễ dễ thương luôn, duyên dáng ấy mọi người. Nó cây trời ơi, xinh quá trời xinh luôn ấy. Cây lưỡi hổ này thì có khả năng là lọc không khí rất là tốt, nên là mình để cái lưỡi hổ này để trong phòng và làm việc của các bạn dân văn phòng ấy thì sẽ có khả năng là thanh lọc không khí cực kỳ tốt, và cây có khả năng làm giảm đi các tế tia bức xạ của máy tính này em. Không những thế mà cây lưỡi hổ này ấy, mà còn được sử dụng trong quá trình trao đổi chất này, hấp thụ các cái khí carbon này và giải phóng đi các cái khí oxy vào ban đêm ấy mọi người. Vì thế mà khi để một cái chậu cây lưỡi hổ trong cái phòng ngủ của chúng ta thì sẽ giúp tăng cường lượng khí oxy. Bên cạnh đó thì cây cũng có thể trồng ở dưới nước nha mọi người, trồng thủy sinh ấy để có thể lọc chất thải này, làm môi trường nước nên là trở nên trong sạch hơn, đẹp hơn đó mọi người. Đó, trời ơi, cái lưỡi hổ này xinh lắm mọi người ơi. Mình nghĩ là ai cũng có thể sở hữu được cái cây lưỡi hổ này và nên tậu cho mình một cái cây lưỡi hổ như thế này, trồng trong nhà, để ở văn phòng bàn ngay cạnh bàn làm việc của chúng ta thì quá là hợp lý luôn đúng không ạ? Đó, thì đây là cây mà đứng top đầu trong cái danh sách của những cây trồng có khả năng làm giảm bớt cái hiệu ứng nhà kính nha mọi người. Bởi chính vì vậy mà cây được trồng trong cái khuôn viên của các khu căn hộ này, chung cư này, đặt vị trí ở trong hành lang, ở ngoài hành lang này, lối vào của các tòa nhà và các cái tòa nhà cao ốc và các cái trang trang trí trong cái không gian văn phòng.
Đó. Và cây lưỡi hổ để bàn này là loại cây sở hữu nhiều năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, giống như là vị chúa Sơn nhỉ? Giống như là vị chúa Sơn Lâm ấy mọi người, và có thể bảo vệ cho cái gia đình của mình khỏi sự xâm nhập của những nguồn năng lượng xấu. Đó, cây lưỡi hổ này thì được sử dụng với cái ý nghĩa là phòng trừ tà ma này, loại bỏ bỏ bùa này, và đẩy lùi những cái điểm xấu trong gia đình của mình và mang lại may mắn tài lộc cho gia đình mình luôn. Lưỡi hổ này là một loại cây để bàn có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ các cái chất độc hại. Và không những thế thì cây lưỡi hổ này còn nên được làm quà tặng với cái ý nghĩa rất là mà rất rất là tốt, như là chúc may mắn này cho người tặng này, và có thể cầu mong cho những cái điều tốt lành đến với người nhận nhé mọi người. Cây lưỡi hổ này thì có cái viền vàng lá nhọn này, nó rất là hợp với cả những người mệnh thổ nha mọi người. Và những người mệnh kim, mệnh thủy muốn chơi cái lưỡi hổ này thì cần cái chú ý như sau. Ví dụ là người mệnh kim thì dùng chậu vuông tròn, vuông chữ nhật, tránh dùng cái chậu mà có nó góc nhọn được uốn lượn kiểu cách nữa nhá. Và người mệnh thổ ấy thì dùng chậu vuông chữ nhật hoặc là chậu có góc nhọn. Và chậu kim tự tháp này, chậu dùng tránh dùng chậu có hình thuôn dài đó. Còn người mệnh thủy thì nên chọn cây lưỡi hổ trồng trong thủy sinh với hình chữ nhật, hình vuông hoặc là hình kim tự tháp là phù hợp nhất. Thì bản mệnh của những người mệnh kim, mệnh thổ đều là màu vàng ấy. Màu sắc của lưỡi hổ thì yếu tố trong phong thủy thì sẽ bổ sung cho hai mệnh này trong cuộc sống. Người mệnh kim hoặc mệnh thổ sở hữu được cái một chậu cây lưỡi hổ để bàn thì sẽ thành công trong sự nghiệp này, công việc, và thuận lợi hanh thông trong cuộc sống, và nó sẽ phát triển cái tiền tài may mắn của mình hơn đấy mọi người. Đó, cây lưỡi hổ này thì rất là dễ chăm sóc rồi mọi người ơi, mình chỉ cần 5 7 ngày mình tưới nước một lần thôi. Đó, 5 7 ngày hay là nửa tháng mình tưới nước một lần cũng được. Nếu mà các bạn dân văn phòng mà không có thời gian để chăm sóc này mà hay quên tưới nước thì 1 tháng sau mình tưới nước cũng ok, tại vì cây này nó sẽ tươi tốt như thế luôn đấy. Đó, chú ý là mình cũng lúc lúc tưới nước ấy, mình cũng không cần phải tưới quá nhiều, tưới lượng nước vừa đủ thôi, không thì cây nó sẽ bị quá nhiều nước ấy, nên là nó sẽ bị úng rễ mọi người ơi. Và lưu ý là mình chỉ tưới ở phần gốc thôi nhá, không tưới ở phần lá đó. Và cây này cũng cần cần có một cái đủ điều kiện ánh sáng khá là tốt, chịu ánh nắng trực tiếp đó. Nó có thể chịu được ánh nắng trực tiếp này, nhưng bạn không nên để cây trực tiếp dưới ánh nắng mà trời gay gắt quá, đặc biệt là vào mùa hè ấy, thì mình nên để ở trong nhà thì hợp lý hơn, nó tốt tốt hơn cho cây. Và nhiệt độ của cây này thì nó có thể để tầm 22 đến 30 độ C, ok. Và nếu mà ở dưới ấy, nó mà lạnh quá dưới 10 độ C ấy, thì có thể nó sẽ chậm phát triển, thậm chí là sẽ chết dần đấy mọi người ạ. Đó, mình chỉ lưu ý một số cái điểm như thế thôi mọi người ơi. Và đấy là một số cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người về cây lưỡi hổ này. Thì mong là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho mọi người về một số cái mà kiến thức về cây lưỡi hổ. Và mình có nhu cầu mình trồng, mình muốn mua thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại hotline mà Zalo hay Facebook mình có để địa chỉ ở đây luôn đấy mọi người ơi, có số điện thoại đấy luôn thì mọi người có thể gọi ngay cho mình nha mọi người. Và bên mình đang có rất là nhiều ưu đãi cho mọi người luôn đấy. Nếu mà mọi người có thể mua combo 2 cây hoặc là 3 cây thì sẽ có rất là nhiều ưu đãi phần quà cho mọi người và giảm giá cho mọi người khá là sâu đó mọi người ạ. Để mọi người có thể nhanh tay gọi điện cho mình để mình tư vấn cho mọi người kỹ hơn nhá. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye ạ.